Thị trường nội địa thì vốn được ví von là của để dành của các doanh nghiệp lữ hành. Và trong thời điểm hiện tại, của để dành này chính là cứu cánh của các doanh nghiệp. Dù đối với các đơn vị thì phần lớn doanh thu đến từ việc đưa khách Việt Nam đi du lịch ở nước ngoài. Khi các doanh nghiệp du lịch thành phố Hồ Chí Minh từng bước hoạt động trở lại, các điểm đến du lịch của thành phố cũng đã mở cửa đón khách. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại thì để duy trì việc mở cửa hoạt động, các chủ kinh doanh, tiểu thương cũng đang phải chật vật. Phố Tây Bùi Viện, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều ngày tạm ngừng hoạt động nay đã mở cửa đón khách trở lại. Thế nhưng khung cảnh nhộn nhịp thường ngày đã không còn. Nếu như trước đây, mỗi tối, tuyến phố Tây đón khoảng 1.500 đến 2.000 khách đến vui chơi, thì nay lượng khách đã sụt giảm hơn một nửa. Nhiều hàng quán mở cửa cả đêm cũng chỉ có vài vị khách, cũng có hôm không có vị khách nào ghé thăm. Nói chung là bây giờ quán bán lại chỉ được hoạt động cho 40% thôi. Thì bây giờ mình đang đợi mở cửa lại thì khách nước ngoài nào về mình mới có hoạt động lại đông như lúc trước. Bây giờ rất là vắng, nhân viên mình cũng chưa nhận lại hết nữa, mới nhận một nửa thôi. Tại vì nếu nhận lại hết thì không có tiền đâu mà trả tiền lương cho nhân viên. Không có khách Tây nữa thì nó vắng hẳn luôn. Đường ít người lắm. Một số khách quen thì người ta vẫn lại nhưng mà mình phải bán giảm giá cho người ta đó. Còn tại chợ Bến Thành, một biểu tượng khác của thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn đó những món ẩm thực và có đủ những thứ đặc sắc, thể hiện rõ nét văn hóa và sự truyền thống của người dân địa phương. Nhưng mọi thứ giờ đây như đều chậm lại. Không còn cảnh tấp nập bất kể ngày đêm. Ai cũng ngỡ ngàng vì một diện mạo vô cùng khác lạ của chợ Bến Thành trong những ngày này. Thì cũng như là chợ Bến Thành là chủ yếu là nhà khách du lịch. Nhưng mà giờ khách du lịch không có thì chợ Bến Thành coi như không có bán được cái gì hết trơn. Coi như là khách không có, mà khách trong nước cũng không thấy luôn nữa. Trong thời điểm này quán không có khách. Khách vô chợ nó ít lắm, nó bằng 1 phần 10. Có khách du lịch thì đỡ lắm mà không có khách du lịch. Mình phải chờ thêm mấy tháng nữa. Không riêng chợ Bến Thành hay phố Tây Bùi Viện mà ở các khu phố du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đều chung một cảnh tượng là ảm đạm, vắng khách. Các tiểu thương nếu không ngồi chuyện trò với nhau như thế này thì cũng chia ra từng góc bấm điện thoại để giết thời gian. Ngồi chơi suốt đây, mỗi một người một máy, mỗi một em một máy, chỉ biết ngồi lướt web. Và chủ yếu là mình phải bán cho khách nhưng mà chủ yếu là mình lại ngồi lướt web thôi. Thành thử ra là thực tại của chợ hôm nay cũng rất là kinh khủng. Những ngôi chợ, những địa chỉ du lịch nổi tiếng sầm uất nhất nhì tại thành phố Hồ Chí Minh thì nay vắng bóng khách du lịch. Khách là người dân địa phương cũng chỉ thưa thớt. Kết thúc giãn cách xã hội, nhịp sống đang dần trở lại bình thường, nhưng có lẽ sẽ còn lâu để những chốn vốn nhộn nhịp, sầm uất tại thành phố Hồ Chí Minh trở lại như ngày nào.